Minh được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Bính Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Vậy ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày Bính Ngọ tức can chi tương đồng thuộc hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Vậy nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi canh tí mậu tí ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tí, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tí hình ngọ, hình mùi, hại sửu, phá mão và tuyệt hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu tí, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tí, canh tí. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Quan Nhật tốt mọi việc, sao Nhân Chuyên đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Yếm đại họa xấu đối với việc xuất hành, giá thú, sao Nguyệt Hình xấu mọi việc, sao Nguyệt Kim chuyển sát kỵ về khởi công, động thổ, sao Thiên Địa chuyển sát kỵ về khởi công, động thổ, sao Ly Sàn kỵ về cưới hỏi, sao Âm Thác kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, sao Dương Thác kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày có thể xảy ra sự tranh cãi, to tiếng, cãi vã. Với bạn tuổi Tý, hãy lên tiếng để bảo vệ những người mà bạn yêu thương, thay vì tiếp tục để cho họ phải chịu bắt nạt, bị thiếu đi sự tôn trọng, và họ đang rất mong đợi sự hỗ trợ của bạn nữa bạn tuổi Tý nhé. Và ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý, bạn là người rất xuất sắc, với sự hỗ trợ, che chở của chính ấn chiếu mệnh, dường như không có cái đích nào là bất khả thi, và với bạn tuổi Tý có thể biến được mọi thứ thành hiện thực với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân mình. Thế nhưng với bạn tuổi Tý, bạn cũng chớ nên chờ đợi mà nên cần phải tỉnh táo, kẻo lại đâm đầu vào ngõ cụt. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Vợ chồng có thể vì chuyện tiền bạc mà xảy ra sự tranh cãi, cãi quạ lẫn nhau. Nhiều lúc với bạn tuổi Tý cảm thấy mình bị tổn thương vì quan điểm của mình bị coi thường, nhưng không biết làm thế nào để phản bác lại.
Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đừng tỏa ra căng thẳng khi mọi người chỉ nói đùa mà thôi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy có được báo hiệu thăng tiến khi bạn thể hiện được năng lực cá nhân xuất sắc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, ngày hôm nay làm gì cũng phải kiên nhẫn, từ tốn hết sức có thể. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, tránh tâm lý đánh đồng mọi người là như nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đôi khi cần phải mạnh mẽ để bảo vệ quan điểm của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay là làm gì cũng cần phải nhìn trước ngó sau cho thật cẩn thận, không nên tưởng rằng việc dễ mà chủ quan. Với bạn tuổi Sửu, bạn phải chủ động để có cách ứng phó kịp thời, tránh để những rắc rối xảy ra gây hậu quả nặng nề về sau này. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, sự thay đổi về tính cách của một ai đó khiến cho bạn cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ. Với bạn tuổi Sửu cũng chớ có vội đánh giá, hãy bình tĩnh quan sát thái độ của họ để xem mình nên cư xử như thế nào trong tình huống đối phương đối mặt với mình. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, về phương diện tài lộc của bạn đang có được báo hiệu có sự gia tăng đáng kể khi bạn đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Và với bạn tuổi Sửu, bạn có thể thừa thắng xông lên nhưng cũng phải nhắc nhở bản thân mình là chớ nên tham lam quá, tham thì thâm, với bạn có thể sẽ phải lãnh hậu quả nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, vợ chồng tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có được cơ hội để cải thiện về tài chính, bạn hãy biết nắm bắt lấy. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa có quý nhân đồng hành giúp cho bạn giải quyết được mọi việc thỏa đáng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ đừng quá tham lam, kéo lại mất mát nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, sự tự tin thái quá đôi khi trở thành sự kiêu ngạo và dễ khiến người khác quá ác cảm không tốt với mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 92, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần nhận ra rằng mình đang có duyên ngầm khi bạn biết rằng có nhiều người thương thầm trộm nhớ mình. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Dần, đây cũng là ngày mà bạn có được niềm vui trọn vẹn khi bạn cùng người đó trải qua những khoảnh khắc kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, điều này dự báo cho bạn có thể sẽ có một hành động nào đó cố ý diễn ra khiến cho bạn không khỏi bối rối trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn tuổi Dần bạn cảm thấy không thoải mái thì tốt nhất là nên nói chuyện thẳng thắn, có thể họ sẽ không có ý xấu với bạn nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, điều này sẽ giúp cho sức khỏe của bạn đang được cải thiện một cách đáng kể, có thể là vì với bạn tuổi Dần đang duy trì được một thói quen tốt nào đó, ví dụ như là uống nhiều nước hoặc là trà để bảo vệ cho sức khỏe mình được tốt hơn mỗi ngày. Và nước không chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu của vị giác mà còn có thể giúp cho bạn duy trì được sức khỏe dẻo dai hơn.
Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy được quý nhân định hướng giúp cho bạn đi đúng hướng, đúng đường. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa cần phải lắng nghe ý kiến của người đối diện trước khi đưa ra phán xét. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ tình cảm ngày càng được hanh thông, hạnh phúc được như mong đợi. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc không nên vội vàng hứa hẹn điều gì trong lúc này. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim không nên nói nặng lời khi bạn chưa hiểu chuyện. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ tác động không hề nhỏ lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay và khiến cho bạn tuổi Mão đang có những suy nghĩ tiêu cực. Đôi khi với bạn tuổi Mão, bạn cảm thấy mình không thiết tha để gắn bó với cuộc sống đời thường ồn ào và bạn cần cho mình một khoảng lặng riêng tư. Hẳn nhiên điều đó là chính đáng, thế nên với bạn tuổi Mão, bạn đừng cảm thấy áy náy khi bạn muốn xa rời mọi người trong ngày hôm nay bạn tuổi Mão nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên đôi khi với bạn tuổi Mão sẽ rơi vào trạng thái khá lưỡng lự, không hoàn toàn quyết đoán được việc mình cần phải làm. Nhưng thay vì để cho trạng thái này hành hạ bản thân mình, với bạn tuổi Mão hãy coi đó như là một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu như bạn bỏ qua nó, vượt qua được nó, bạn sẽ cảm thấy ổn mà thôi. Và xem tử vi cho thấy trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ rất tốt để cho bạn cải thiện mối quan hệ với những người thân của mình, và bạn tuổi Mão nên dành thời gian cho những người mà mình thân yêu. Theo những nghiên cứu cho thấy, với bạn tuổi Mão ở bên những người thân trong gia đình, đây là cách hiệu quả để kéo dài tuổi thọ cho bạn. Có lẽ vì họ có thể sẽ giúp cho bạn giảm đi được những sự căng thẳng hoặc là có cảm giác được an tâm, an ổn hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy nên tránh xa những kẻ dễ có tác nhân làm hỏng việc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa dễ bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt về tiền bạc, mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ hãy tập trung sửa lỗi của mình trước khi nghĩ tới việc gì khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc chớ nên có vội tin vào lời đường mật của ai vào lúc này. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim dễ để xảy ra sai sót vì sự chủ quan của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 57, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội về tiền bạc trong ngày hôm nay. Và ngày này, dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh, buôn bán cũng đều có được nguồn thu nhập rất tốt. Trong ngày này, đối với người làm công ăn lương thì nhận được một thành quả từ công sức bấy lâu nay mà mình đã bỏ ra, và ngày tay trái cũng sẽ giúp cho bản mệnh có được thêm nguồn thu nhập về cho mình. Trong ngày thứ tư này với bà tuổi Thìn, đây là ngày rất phù hợp cho những ai đang muốn đầu tư hay là hợp tác làm ăn. Nhưng với bạn tuổi Thìn, bên cạnh đó, bạn vẫn nên tránh sự chủ quan, nên tính toán cho thật cẩn thận, cân nhắc cẩn thận để không lo hao hụt về tài sản. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được sự may mắn về con đường tình duyên. Cái chuyện tình cảm của bạn
vốn rất khó nuối, nhưng trong ngày hôm nay với bạn tuổi Thìn, may mắn là bạn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, bạn mệnh biết được đó là người ở bên mình cho tới cuối cuộc đời mình nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa nhận được thành quả xứng đáng từ công sức của mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ có được cơ hội kiếm tiền, phát tài, thu nhập khả quan. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc tính toán thật kỹ lưỡng, tránh chủ quan gây ra hao hụt về tài chính. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim ngày này thích hợp để cho bạn tiến hành đầu tư, hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 95, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội chia chở. Đây là lúc với bạn tuổi Hợi đang có được vận trình thuận lợi, mở ra các mối quan hệ xã giao của mình. Và trong ngày này, thậm chí những mối quan hệ mới cũng có thể may mắn phát sinh từ những cuộc gặp gỡ tưởng như là vô thưởng, vô phạt như bây giờ. Với bạn tuổi Tỵ, bạn cư xử rất khéo léo trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống và bạn tuổi Tỵ rất biết nhường nhịn, giúp đỡ người khác, nhờ đó mà bạn luôn giữ được tinh thần, luôn luôn ổn định. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thực thần chia chở, điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày yên bình. Sau những rối ren xáo trộn trong gia đình thì thời gian này mọi việc dường như có phần trầm lắng và bạn tuổi Tỵ hãy tận hưởng khoảng lặng này và tìm cho mình những phút giây thực sự là thư giãn, chúng rất có giá trị cho bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, bạn dễ dàng hoàn thành được những nhiệm vụ khó khăn trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hãy học hỏi từ người xuất sắc hơn mình trong công việc cho tới cuộc sống. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nếu cần nghỉ ngơi dưỡng sức thì hãy cho phép mình được nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, bạn đã tạo được niềm tin trong mắt bạn bè của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, không nên vì vui mà nuối quá nhiều, rất dễ nuối sai. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 65, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Điều này làm cho bạn đang có nhiều thắc mắc ở trong lòng nhưng chưa được giải đáp. Và ngày hôm nay với bạn tuổi Ngọ có thể sẽ tìm gặp được người uy tín để nhờ người ta giải thích họ cho mình. Vì thực tế bạn cũng không cảm thấy tin tưởng ai vào lúc này. Và sau đó với bạn tuổi Ngọ hãy nghiền ngẫm lại, phân tích trước khi đưa ra quyết định cho mình bạn tuổi Ngọ nhé. Với bạn tuổi Ngọ, bạn biết rằng tâm trạng không tốt cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật. Do đó, nếu như bạn còn vướng bận điều gì đó ở trong lòng thì nên tìm cách giải quyết chúng càng sớm càng tốt. Có như thế thì bạn mới có được những giây phút thảnh thơi đúng nghĩa của nó. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Có điều gì đó tưởng chừng như là nhỏ bé nhưng lại gây ảnh hưởng không hề nhỏ tới tâm trạng của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Thế nên với bạn tuổi Ngọ hãy cố gắng tìm hiểu tại sao chúng lại gây ảnh hưởng lớn tới bạn như vậy. Và câu trả lời sẽ giúp ích cho bạn đáng kể. Với bạn tuổi Ngọ cũng cần phải cẩn thận vì bạn là người rất dễ mất tiền vì thất bại.
Về câu quý cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, hãy thôi than vãn về những gì mình chưa đạt được. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, mọi chuyện dù khó khăn đến đâu cũng đều có cách giải quyết. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, làm gì cũng phải cẩn trọng, đừng có tin người thái quá, kẻo lại bị lừa gạt. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, bạn càng quan tâm chuyện thị phi thì cuộc sống của bạn càng sóng gió. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc có dấu hiệu cho thấy bạn thiếu niềm tin vào người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 42, số 54, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này báo hiệu cho bạn có được cơ hội gặp gỡ một người thú vị nào đó trong ngày hôm nay. Và ngày này, một ai đó với tinh thần đầy sáng tạo, với những ý tưởng hay ho sẽ thu hút bạn. Với bạn tuổi Mùi hãy lắng nghe họ, biết đâu bạn sẽ tìm được điều gì đó hay ho cho riêng mình thì sao bạn tuổi Mùi nhé. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, bạn cũng rất dễ có được cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính của mình. Đó có thể là tiền thưởng hoặc là một khoản tiền mà bạn nhận được nhờ công việc làm thêm của mình. Và có thể với bạn tuổi Mùi, bạn ngại ngùng không muốn nhận, nhưng hãy nhớ rằng đó là công sức của mình bỏ ra, bạn đừng có lãng phí nguồn lực của mình bạn tuổi Mùi nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cũng sẽ giúp ích cho sức khỏe của bạn trong khoảng thời gian này được ổn định, và đó cũng là điều rất đáng mừng cho mình. Với bạn tuổi Mùi, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh như hiện tại vì bạn sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề sức khỏe của mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim gặp được thời cơ tốt, cho nên công việc kiếm tiền của bạn trở nên rộng mở hơn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy gây xung đột khi có bảo vệ ý kiến của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa tính toán lại mọi việc trước khi chính thức tiến hành. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ có được chỗ dựa về tinh thần tuyệt vời ở bên người thân. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc đón nhiều tin vui về tài lộc nhờ các kế hoạch về hợp tác làm ăn của bạn diễn ra được thuận lợi. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 28, số 65, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những nguy cơ thị phi đeo bám làm ảnh hưởng tới vận trình công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Thân, bạn không hay nói lời mà không suy nghĩ, cũng không thích kết bè kết phái, song số phận đẩy đưa cho nên vẫn sẽ gặp phải họa vào thân. Với bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn nên giữ vững lập trường trung lập để tránh những cuộc tranh đấu không liên quan tới bản thân mình, bởi dù đứng về phía nào với bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời đơm đặt trở thành quân cờ cho người khác tranh đấu nữa. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp ngày có hỏa khắc với Kim. Điều này cho thấy với bạn tuổi Thân sẽ phải đau đầu vì chuyện tình cảm của mình trong ngày hôm nay. Và trong ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì vợ chồng dễ có sự bất hòa vì quan điểm không thống nhất được với nhau. Và nếu như bạn đã có đối tượng thì đôi bên dễ có sự giận hờn nhau vì những cơn ghen tuông vô cớ. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy gặp họa vì nói lời mà không suy nghĩ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa công việc gặp trục trặc
vì bị thị phi đeo bám. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, đau đầu về chuyện tình cảm, gặp nhiều rối ren. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nên giữ vững lập trường trung lập trước các cuộc chia bè kết phái. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, vợ chồng có sự bất hòa, đôi lứa giận hờn lẫn nhau. Vậy đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 52, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn tuổi Dậu làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng trong ngày hôm nay, tránh xảy ra sự tranh cãi, đấu khẩu vì nghiêm trọng có thể dẫn tới kiện tụng. Và tốt nhất với bạn tuổi Dậu là bạn hãy cứ nín nhịn để chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn rồi hãy bày tỏ quan điểm của mình. May mắn là trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang có được ngày chính quan độ mệnh, cho nên với bạn tuổi Dậu có thể phát triển công việc ở các lĩnh vực mới hoặc là mở rộng về quy mô sự nghiệp của mình. Bằng năng lực của bản thân mình, sự mạnh mẽ và sáng suốt giúp cho bạn hoàn toàn có khả năng đạt được thành tích rất tốt, hứa hẹn có nhiều thành công đáng nể khiến cho người khác phải ngưỡng mộ nữa bạn tuổi Dậu nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ gây ra những trận cãi cọ, xích mích trong chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia. Từ những chuyện hết sức quẩn quan, nhưng hai bạn lại lấy đó làm cái cớ để trách móc đối phương về những chuyện ấm ức từ trước đó. Với bạn tuổi Dậu, hãy cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân mình để không tự tay mình hủy hoại tình cảm mà mình đang có bạn tuổi Dậu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, tốt nhất là nên nhẫn nhịn để chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng, tránh tranh cãi, đấu khẩu lẫn nhau. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, đạt được thành tích nổi trội bằng chính năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, có được cơ hội phát triển công việc ở các lĩnh vực mới hoặc là mở rộng quy mô về sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, sẽ ra tranh cãi với nửa kia bởi những lời trách móc về chuyện cũ. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 53, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày vận đào hoa nở rộ, mang lại cho bạn có nhiều niềm vui bằng những buổi hẹn hò lãng mạn. Với những điều nhỏ nhoi như thế này cũng đủ để thắp sáng niềm vui, hy vọng mới cho bản mệnh. Đối với những cặp đôi có được cơ hội để làm mới tình cảm của mình trong khoảng thời gian này nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được nguồn thu nhập phụ. Và đó tuy là một khoản tiền nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để giúp cho bạn trân trọng. Và bạn đừng có vội dùng số tiền đó cho việc tiêu xài, ăn chơi bạn tuổi Tuất nhé. Đã đến lúc với bạn tuổi Tuất hãy học hỏi thêm để có ý thức hơn trong việc sử dụng đồng tiền bằng mồ hôi xương máu của mình làm ra một cách khôn ngoan hơn nữa rồi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất đó lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình đúng cách giữa thời tiết nóng bức khó chịu như hiện nay. Đi ra ngoài đường bạn
Nhớ là nên che chắn cẩn thận, đeo kính râm để làm dịu mắt, tránh nhiều mắt khiến cho tình trạng nếp nhăn trên mắt của bạn ngày càng nhiều hơn bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đừng quá mộng mơ, hãy tỉnh táo nhìn ra sự thật. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, có được một ngày làm việc nhẹ nhàng mà vẫn gặt hái được những thành công tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nên tranh thủ cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, hãy xử lý mọi việc một cách chân thành, chu đáo nhất. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, bạn phải tự lo cho mình, đừng có mơ mộng viển vông. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 88, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay trở nên dễ chịu hơn. Với bạn tuổi Hợi trong ngày này, bản mệnh cũng sẽ gặp phải những khó khăn nhất định trong công việc của mình. Nhưng điều đó không khiến cho bạn lùi bước mà còn ngược lại, giúp cho bạn càng quyết tâm để chinh phục được những đỉnh cao khó nhằn hơn nữa. Và với bạn tuổi Hợi, bằng sự linh hoạt trong cách xử lý cũng như là năng lực vững vàng, giúp cho bạn có thể giải quyết được những vấn đề đang còn tồn đọng để có được những thành công ngay sau đó. Với bạn tuổi Hợi, những tham vọng ở trong lòng nuôi dưỡng ý chí của bạn, giúp cho bạn có thể sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Sau một khoảng thời gian dài không được vun vén, tình cảm của bạn đang có dấu hiệu bị phai nhạt rõ ràng do sức ép của thời gian. Và lời nói yêu thương không còn, thay vào đó là những lời trách móc khiến cho ai đó cũng tổn thương. Dần dà những khúc mắc đó ngáng trở mối quan hệ của cả hai, khiến cho hai bạn đều cảm thấy mệt mỏi nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, giải quyết được vấn đề còn tồn đọng bằng sự linh hoạt trong cách xử lý của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, khó khăn nhưng không lùi bước, càng thêm quyết tâm để chinh phục. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, tình cảm nhạt phai do không chịu được sức ép của thời gian. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, tham vọng nuôi dưỡng ý chí để cố gắng đạt được nhiều thành công hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, những lời trách móc trở thành nút thắt trong mối quan hệ tình cảm của hai người. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 93, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.